Dạ, xin chào cô chú anh chị quay lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Dung nha. Và hôm nay em mang đến cho anh chị một mẫu xe có sự bền bỉ của xe Nhật, nhưng lại là vận hành an toàn, đầm chắc, mạnh mẽ theo phong cách châu Âu. Subaru Forester, và đây là bản 2.0, bản cao cấp nhất. Đặc biệt ở một điểm là bản này thì cao cấp nhất mình sẽ có cái A-Sensing cực kỳ nhạy và rất là nổi tiếng của dòng Subaru nha anh chị. An toàn chuẩn châu Âu mà bền bỉ, chất lượng thì lại chuẩn của xe Nhật, rất là tuyệt vời luôn. Em mới giới thiệu đến anh chị xe Subaru bản cao cấp nhất 2.0 2021, lăn bánh được 42.000 cây, một mẫu 5 chỗ gầm cao. Anh chị thấy thiết kế nè, dễ đi dễ dùng ha. Đó, mạnh mẽ, rộng, cực kỳ rộng luôn nha anh chị. So với trong phân khúc là vừa an toàn vừa rộng rãi, là độ an toàn là cao nhất luôn. Thì xe này 2021 42.000 cây, ngày xưa chủ trước lăn bánh là tiền tỷ hơn. Hôm nay chỉ còn 795 triệu thôi để anh chị sở hữu một mẫu 5 chỗ gầm cao, đa dụng, rộng rãi, bền bỉ lại cực kỳ an toàn. Mời anh chị cùng em đánh giá chi tiết nha. Và hiện tại thì showroom cũng đang còn khá là nhiều xe, thì lát nữa em sẽ báo giá tất cả xe để anh chị xem ưng ý mẫu xe nào. Anh chị nhớ ưu tiên gọi cho em Thảo Dung nha, hoặc là có ghé qua showroom nhớ nói gặp Thảo Dung để em được đón tiếp, được phục vụ của chú anh chị. Cũng đừng quên là em Dung vẫn thu xe qua sử dụng tất cả các hãng nè, thu mua tận nơi, nhanh gọn, và đặc biệt bên em không có kỳ kèo chơi xe để ép giá đâu nha. Chỉ cần xe anh chị là xe đẹp, đi ít là em sẽ thu cao hơn thị trường ít nhất phải từ 20 triệu tùy thỏa thuận hai bên. Xe đang vay ngân hàng em Dung cũng có thu và sẽ hỗ trợ anh chị tất toán ngân hàng nè, ra lấy cạc vẹt về rồi ký thanh toán. Nói chung là hỗ trợ tận tình mọi thủ tục giấy tờ luôn. Nên mong là cô chú anh chị có xe hoặc người thân bạn bè có, nhớ ưu tiên cho em Dung nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời anh chị cùng em khám phá những cái chi tiết đắt giá trên chiếc xe tiền tỷ này nha. Xin mời. Dạ đây anh chị, 5 chỗ gầm cao mà anh chị thấy nhìn cái xe nó to như là xe 7 chỗ vậy đó. Sang trọng. Đây, nước sơn cabo zin dập nổi. Những cái đường nét nhìn nó chắc nịch hả anh chị. Forester trên đây ha, đèn của mình nè. Anh chị thấy cái đèn nhìn nó đẹp không? Đó, trong veo. Đèn gầm dưới này cũng vậy. Phần body thì nó sẽ có hơi xước chỗ này một chút xíu nha. Đây, chỗ này nè. Đó, phần nhựa này hơi xước xíu thôi, còn lại thì mới tinh. Đầu tiên thì anh chị xem form dáng là những cái độ mới của chiếc xe trước ha, rồi mình vào mình xem công nghệ anh chị. Đây, đèn bên này cũng trong veo. Đó, nhìn cái đèn bóng chiếu này là anh chị thấy buổi tối là anh chị đi thoải mái rồi đó, đi đêm vô tư luôn, chắc nịch à. Và khi anh chị nhìn giúp em trên cái kính này, đầu tiên là đây, đăng kiểm thì còn tới tháng 5 2026 luôn, đi thoải mái xe mang biển Sài Gòn. Thì trên kính anh chị thấy không, nó sẽ có hai cái camera đây đối xứng hai bên. Nó quét cực kỳ nhạy của cái gói A-Sensing nha anh chị. Nó là đi đầu về những cái công nghệ luôn. Nó trước cả Honda Sensing rồi an toàn Toyota Safety Sense. Và cực kỳ nhạy nha. Ví dụ như mà anh chị khi mà mình vận hành trên đường đi, đó mà cái ví dụ như là phía trước có một cái khoảng cách gần có xe, thì cho dù anh chị có đạp ga đi nữa, thì cái hệ thống này nó quét, cái A-Sensing thì nó quét, nó sẽ tự động là không có cho xe chạy luôn anh chị. Đó, giữ khoảng cách với xe phía trước cực kỳ nhạy và rất là an toàn nữa. Anh chị nhìn cái mâm là thấy chất lượng rồi. Này, thiết kế nhìn nó rắn rỏi, thì là anh chị đi địa hình là anh chị chiến thoải mái luôn. Đó, đĩa nè, bố thắng nè. Đó, đều còn mới tinh, có luôn cả miếng áp suất lốp. Hiện trạng vỏ nè, còn cũng khá cao và phục dấu son còn đầy đủ cho mình luôn nha. Vỏ này anh chị đi còn được nhiều lắm, mà cái mâm nó to, cái gầm nó cao à. Anh chị thấy nhìn cái xe đi, cứng cáp cực, vừa to vừa rộng rãi nữa, rất thoải mái luôn. Đây, camera bên hông. Xe này thì bên em cũng ra văn bản rồi, nên là em cũng sẽ lướt nhanh keo chỉ cho anh chị nha. Không đâm đụng, không ngập nước, keo chỉ máy móc động cơ hộp số là nguyên zin toàn bộ. Những cái chi tiết da nè, được mai rất là kỹ anh chị, kiểu xe Nhật mà. Đây, kỹ lưỡng. Đó, tươm tất hết rồi. Đó, keo chỉ là nguyên zin hết nha, chưa mất miếng keo miếng chỉ nào. Và những cái chi tiết này mai đơn giản hết sức có thể luôn. Đó, mà bền form, bền dáng, dễ đi, dễ dùng. Trần nỉ nguyên bản nè, ghế da đục lỗ, lỗ to ngồi cho nó mát anh chị. Và ghế rất to nha, anh chị nhìn cái ghế nè. Đó, chắc nịch luôn á, cái phần da này nó êm ái mà cái ghế thì to ngồi rất thoải mái nha. Ghế da chỉnh điện hai bên luôn. Đó, rồi công nghệ nè, cam 360 nè, rồi màn hình to nè. Và thích nhất là hai cái này nè anh chị, đây, hai cái cảm biến, hai con mắt ở trên hai bên, rồi có luôn cam hành trình. Rồi nói chung là phụ kiện đầy đủ, một mẫu 5 chỗ gầm cao, rộng rãi, an toàn, bền bỉ nữa. Đó, cửa nẻo chắc nịch luôn anh chị thấy nè. Đó, quanh xe thì những cái đường mà dập nổi anh chị thấy không, đó thẳng tắp luôn và nó nổi lên rất rõ nè, mình thùng chắc nịch luôn nè.
anh chị vận hành rất là an tâm sử dụng luôn. Xe Nhật nhưng mà an toàn như kiểu xe châu Âu vậy đó. Giá cả thì rất hợp lý luôn, cái ghế nó rộng nè. Đó. Cái hàng ghế thứ hai này là cực kỳ rộng luôn. Thấy cái khoảng để chân anh chị ngồi là ba người lớn là quá thoải mái, và thậm chí là anh chị nhét được ngồi bốn người vẫn được, rất rộng nha. Đây, chất ghế thì còn căng đầy, mới tinh tình tinh. Nội thất bên em dùng tách ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, sạch sẽ, an toàn. Anh chị lên ưng ý là chỉ có mang về đi, không có tốn chi phí dọn rửa gì thêm đâu. Rất sạch, không có nghe một cái mùi chủ trước hay là mùi hôi, mùi ẩm mốc gì hết nha. Phía sau mình cũng có hai cổng sạc và cửa gió. Đó, tiện nghi cả xe, ai cũng được, mát mẻ hết, rất rộng anh chị nha. Đây, mình có thể cảm nhận được, lên mình trải nghiệm thử giúp em. Ngồi rất rộng, 5 chỗ gồng cao, mà nhìn cái xe nó to, nó chắc nịch à. Bản lề, keo chỉ rồi là nguyên zin toàn bộ nha. Làm nhìn rắn rỏi, cứng cáp cái xe lắm anh chị. Đây, bên ngoài dán phim, viền quanh kính, rồi bên trên có thanh giá nóc. Nhìn cái xe rất là chiến luôn. Đây, ra xa xa anh chị nhìn cái form lại giúp em nè. 5 chỗ gầm cao, form to như là xe 7 chỗ vậy đó. Mấy cái chi tiết này nhìn nó khỏe khoắn, nó rắn rỏi nè. Màu trắng ngọc dưới ánh đèn nhìn rất đẹp nha. Đó nè anh chị, tuần thứ 4 năm 2021, vỏ Riston, hiện trạng vỏ zin theo xe, 40,000, độ dày còn như thế này. Gầm cao, mái khỏe, mâm to, đó. Đĩa bố thắng đầu đều là còn mới tinh hết, 40,000 cây chuẩn Euro luôn, xe 2021 nha. Biển Sài Gòn, anh chị có thể kiểm tra chết test thoải mái. Những cái thiết kế thì nó cũng theo phong cách của xe Nhật ha, đơn giản không có lỗi thời. Forester, đây anh chị, con mắt nè, A-Size ha, rất chạy, rất nổi tiếng của Subaru luôn thật sự. Và một điểm nữa là đây anh chị, Subaru AWD, hai cầu dẫn động toàn thời gian. Anh chị sẽ được một cái cảm giác vận hành rất là trơn tru, rất là mượt. Đặc biệt khi là mình vào cua nha anh chị. Vì mình vào cua, cân chỉnh hệ thống chạy cực kỳ tuyệt vời. Camera rồi cảm biến tất nhiên là có đủ nha. Xe cũng có luôn cấp điện. Nói chung là tiện nghi đầy đủ, an toàn, lành tính, bền bỉ nữa. Thì anh chị quá yên tâm để mình sử dụng rồi. Keo chỉ là nguyên zin toàn bộ ha. Đây, xe này chủ yếu nói về công nghệ thôi chứ nguyên zin hết, bên em có văn bản chứng nhận. Anh chị dễ mua lắm. Xe bên em dùng chuẩn chỉnh cho mình. Rồi, cốp thì rất rộng ha, không chỉ là khoang hành khách phía trước nè, anh chị nhìn nè, đó, rộng rãi từ phía trước cho tới cái cốp luôn, cái để vô tư, để thoải mái luôn anh chị, nè, chỉnh nè, đó, hai bên, đó. Nhìn nó làm những cái chi tiết, nó đơn giản vậy thôi nhưng mà nhìn nó chắc nịch hả anh chị, rất là hay luôn, đây, à, đồ nghề, đồ này kia là ở dưới này nha, sạch sẽ, tươm tất, không có chảy xước gì luôn, mà được cái là cốp điện mình chị thấy nó chắc nịch không, đó, đóng xuống nè. À, đóng nghèo cái phịch chắc rất là đã. Cảm giác mình nó, cái xe nó chắc chắn nó đã lắm anh chị. 40,000 mà anh chị nhìn giúp em cái gầm nè. Đẹp cực kỳ luôn. Đó, nguyên zin, không rỉ sét cái gì hết trơn. Máy móc là còn nguyên zin mới tinh. Em dung quay rất kỹ rồi để anh chị xem. Nên là mình có ở xa, anh chị ưng ý có thể đặt cọc online rồi lên nhận xe thôi. Thoải mái nha. Nhớ giúp em là có AWD dẫn động hai cầu toàn thời gian. Thì đặc biệt là anh chị nhớ với em là lúc vào cua là cho mình một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Vào cua êm ái, anh chị vận hành thoải mái luôn. Đó, có rất là nhiều điểm hay trên chiếc xe này. Không phải tự nhiên mà nó đắt anh chị. Đấy, rồi đĩa bố thắng, rồi kia là mới tinh. Vỏ thì còn cỡ này, những cái chi tiết ốp rồi này kia nè. Đó, nhìn cái xe chắc nịch. Anh chị nào mà có sử dụng qua dòng này hoặc là có tìm hiểu dòng này thì em tin là sẽ rất là hài lòng với chiếc xe này. Thật sự luôn, phục vụ cho mình rất tốt nha anh chị. Chất ghế này kia là còn căng đầy. Đó. Đó. Rồi, và được cái rất rộng à. Rộng rãi ngồi thoải mái cực kỳ luôn. Đây. Đó, ốc rồi kia là còn mới tinh hết, 795 triệu mà cái xe to đùng, bền bỉ lại an toàn nữa anh chị. Đó. Rồi. Keo chỉ nguyên zin toàn bộ ha. Đây, mấy phím nè. Auto hai cửa này, đây, gương nè. Còn mới tinh nè. Đó. Đây. Xe Nhật họ làm rất là chỉnh chu, mấy cái chi tiết này thì nó bền khủng khiếp. Anh chị đi sử dụng theo năm tháng nó hao mòn không có bao nhiêu hết trơn á. Ghế da, chỉnh điện, bản lề rồi này kia là còn nguyên bản hết cho em nha. Nguyên zin toàn bộ luôn. Rồi, cái này hiển thị tốc độ trên làn đường, tiền va chạm. Anh chị thấy nó đặc biệt không? Nó hiển thị ở trên đây nè, Subaru Forester 5 chỗ ha. Đó, vô lăng đồ này kia là còn mới tinh luôn. Tính năng an toàn chủ động nè. Đó, cân bằng điện tử nè, cảnh báo điểm mù đầy đủ hết trơn luôn. Anh chị ngồi trên xe, mình sẽ cảm nhận được những cái giá trị mà chiếc xe này nó mang lại cho mình. Đầu tiên, anh chị nhìn giúp em 42,000 cây chuẩn Euro nha. Rồi nhìn giúp em mấy cái tính năng nè, ga tự động nè, giữ khoảng cách với xe phía trước nè. Mấy cái này là trước sau luôn nè,
Đó, đầy đủ hết trơn luôn á anh chị. Đó, an toàn chủ động có đủ, và được một cái là nó rất là nhạy, cho nên là anh chị đi rất là an tâm. Đây, camera nè, dàn lạnh nè, auto nè, mấy cái núm vặn rồi này kia là còn mới tinh, hai vùng độc lập, anh chị thấy đã không? Đó, những cái chi tiết làm cái nào nhìn thấy nó cũng chắc chắn đó anh chị. Phanh tay điện tử nha. Đây, mấy cái chế độ lái nè. Nè. Đó, một cái chiếc xe mà nhìn tới đâu mình cũng thấy nó rắn rỏi, nó cứng cáp, và nó được một cái là nó an toàn, lái xe rất là an tâm luôn. Đây anh chị nhìn lại giúp em cái khoang hành khách nè. Đó, để cảm nhận cái độ rộng của cái băng sau nha. Máy nổ thì êm ru, xe chắc nịch nè. Ngồi trên xe thì cảm giác cách âm cũng rất là tốt, tương tất hết, an toàn, cảnh báo, lệch làn đường, điều này kia là đầy đủ hết trơn. Đặc biệt là cái giữ khoảng cách nó rất là nhạy, để anh chị an tâm mình sử dụng nha. Rồi em mời anh chị ra xem cái phần động cơ, để em nói cái động cơ nó rất là hay cho anh chị xem. Giờ đây anh chị, cái cây này nó cao lắm. Rồi nhìn giúp em cái cabo trước. Đây, cabo mình chưa ra nè. Đây, cái này là chỉ zin nó đi như vậy nha anh chị. Đó, nguyên zin hết, dấu son ở đây còn đầy đủ cho mình luôn. Xe bên em dùng chuẩn chỉnh hết cho anh chị dễ mua. Rồi, nhìn xuống dưới đây. Rồi, khung xương ha. Đó, đây, nguyên zin toàn bộ luôn, dấu son nè. Đó, nguyên hết ha. Rồi, anh chị nhìn giúp em nè. Cái động cơ này rất là hay. Ở một cái điểm đó là hai cái máy nó cân bằng, thì nó hạ cái trọng tâm nó thấp, và nó không có những cái thanh giá đỡ nhiều, để cho anh chị tiết kiệm nhiên liệu. Mà khi mình vận hành, đặc biệt là khi anh chị vào cua, vận hành rất là tuyệt vời luôn nha. Đó, êm mượt mà trơn tru mà lại tiết kiệm nhiên liệu nữa. Đó, máy này rất là tuyệt vời. AWD dẫn động hai cầu toàn thời gian nữa thì anh chị vận hành rất là tuyệt, em thật sự luôn. Anh chị lên mình lái thử trải nghiệm chị sẽ thấy. Đó, dấu son là còn nguyên bản ha, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc keo chỉ nguyên zin toàn bộ, bên em có văn bản chứng nhận nha. Dạ rồi, không phải tự nhiên mà chiếc xe này nó đắt anh chị ha. Đó, vừa bền bỉ của xe Nhật mà lại chuẩn an toàn của châu Âu, cho anh chị cảm giác vận hành rất là tuyệt vời, trơn tru, êm ái. Đặc biệt là các trường hợp mà đi đường địa hình xấu nè, hoặc là vào cua. Đó, những cái công nghệ tính toán trên cái xe này thì rất là thông minh. A-Sai quá nổi tiếng rồi, của Subaru, rất là tuyệt vời. Xe 2021 biển Sài Gòn, lăn bánh được 42.000 cây. Hôm nay em Dung chào chỉ có 795 triệu. Mức giá rất đẹp để anh chị sở hữu một mẫu xe vừa công nghệ, vừa an toàn, vừa thông minh như thế này. 5 chỗ, gầm cao, đa dụng, rộng rãi, thuộc tấp đầu phân khúc luôn. Cực kỳ rộng rãi, cả nhà 5 người, thậm chí 6 người anh chị đi vẫn thoải mái nha. Giá này cứ lên xem xe gặp Thảo Dung, em hỗ trợ giá tốt cho mình. Dạ rồi, 795 triệu cũng là giá của chiếc 5 chỗ gầm cao này nữa nè anh chị. Ford Territory, và đây là bản giữa nha. Đó, mẫu xe 5 chỗ gầm cao cũng rộng rãi, không kém gì chiếc Subaru đâu anh chị, rất rộng. Mà xe này thì đời 2022, lướt mới có 20.000 cây, chuẩn không khác gì xe mới đâu. Cái này thì em sẽ quay chi tiết, anh chị quan tâm cứ nhắn cho Thảo Dung, em gửi chi tiết qua cho mình nha. Territory 2 bản giữa 2022, mới có 20.000 cây, còn nguyên mới luôn, còn bảo hành hãng anh chị đi thoải mái. Rồi Serona thì em đang có 3 chiếc nha. Chiếc này là bản máy dầu, bản full, đầy đủ option luôn, mang cái màu xám của xe Carnival anh chị, rất là sang trọng luôn. Xe 2020 mẫu mới rồi, đèn rất đẹp, cửa lùa điện, cốp điện, rồi cửa sổ trời, nói chung là đầy đủ hết. Xe này thì em chào là 920 triệu, bản máy dầu full 2020. Còn anh chị muốn tiết kiệm hơn thì đây, màu trắng 2018, nhìn cũng không có khác gì nhau mấy, cũng là bản dầu full option luôn. Máy dầu của Serona thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, anh chị đi thoải mái. Chiếc này 2018 lăn bánh 26.000 cây, chuẩn Odo, em Dung đang chào là chiếc này là 810 triệu đồng. Giá lên xem xe gặp Thảo Dung, em thương lượng giá cho mình nha. Avanza này thì cọc rồi, chờ khách lấy thôi. Em sắp về thêm một chiếc Avanza cũng số tự động màu trắng luôn. CRV trong kia thì bán rồi, CRV em còn chiếc 2019 màu bạc bản L cao cấp nhất luôn. Xe em nhập Thái Lan, hay CRV 2019 785 triệu thôi, 65.000 cây nha anh chị. Còn đây là chiếc xe giá cực kỳ rẻ luôn đó, mà lên còn thương lượng nữa. Serona bản xăng full 2020 nha anh chị, đầy đủ option luôn, 3.3 máy xăng dành cho gia đình. Chiếc này thì 2020 mà em bán có 795 triệu thôi, anh chị lên xem xe gặp Thảo Dung còn thương lượng nữa nha. Rồi đây là tình đầu quốc dân ha, mẫu xe bán chạy không có tả được luôn anh chị. Vios bản E số sàn mà đi cực kỳ ít thì đây em mới có thôi. 2020 một chủ sử dụng từ đầu, mang biển số Tây Ninh, 16.000 cây, chuẩn Odo luôn anh chị, mang màu vàng cát, phụ kiện thì đã có ghế da rồi. Tương tất anh chị lên ưng ý lấy về đi, 385 triệu. Giá này lên xem xe gặp Thảo Dung em có bất lọc nha. Rồi em còn một chiếc Fortuner máy dầu số sàn
2020 mà mẫu mới 2021 Fortuner thì em Dung đang chào là 850 triệu. Đó, lên xem xe còn thương lượng nữa. Anh chị quan tâm mẫu xe nào nhớ ưu tiên gọi cho Thảo Dung nha. Hoặc là có ghé qua showroom nhớ nói gặp Thảo Dung để em được đón tiếp, được phục vụ của chú anh chị. Cũng đừng quên là em Dung vẫn thu xe qua sử dụng, giá cao, tận nơi, không kỳ kèo, không chơi xe để ép giá đâu. Chỉ cần xe đẹp, không lỗi, đi ít là em sẽ thu cao hơn thị trường, ít nhất phải từ 20 triệu. Nên mong là cô chú anh chị có xe hoặc người thân bạn bè có, nhớ ưu tiên cho em để được giá tốt nha. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.